Vâng, thầy giáo sẽ đến với buổi ngày hôm nay là tổng hợp các cái dạng toán lý thừa mà hay thi trong đề thi học sinh giỏi, và các cái phần phần 1, phần 2, phần 3, phần 4, phần 5 là phần bồi dưỡng học sinh giỏi về các dạng thì giáo dạy các con rồi. Thì hôm nay thầy giáo sẽ cho các con bám sát cái tài liệu ôn thi mà thầy gửi cho chúng ta. Thì ngay cái bài số 1 là thầy giáo sẽ giới thiệu câu số 1 trang số 2 trong tài liệu. À, bài 1 là câu 1 ạ. Bài 1 là câu 1 đấy, là tìm x. Biết phần A đây, x trừ 1 phần 2 mũ 2 mũ 5 bằng 1 phần 243. Và chúng ta có tài liệu đã học nhanh hơn. Nào, thì chúng ta nhận thấy cái bài này về lũy thừa trong tài liệu ta nhìn thấy rất đơn giản. À, khi mà thầy dạy các con về cái chuyên đề này rồi thì trong cái tài liệu các con dở ra tất cả các bài nào liên quan đến lý thừa con làm hết cho thầy để con ôn, thì thầy không dạy hết các con cái quyển tài liệu này mấy trăm trang, đúng không? Đấy, nó có cả hướng dẫn cho chúng ta cho các con tự làm, các con soi lại đáp án nó sẽ thuận hơn rất nhiều trong quá trình học tập, đúng không? Con có hiểu rõ chưa? Rồi chúng ta đến cái bài này thì đây là một cái dạng rất dễ. Người ta cho lý thừa, người ta hỏi cơ số thì mình sẽ đồng nhất về gì? À, các con quên à? Người ta cho biết lũy thừa rồi, người ta hỏi cơ số, người ta hỏi cơ số thì đồng nhất về gì? Lũy thừa. Người ta hỏi lũy thừa mình đồng nhất về cơ số có hai cái võ, đúng không? Ý đây đây, mình nhắc lại đây, người ta hỏi cơ số à? Hỏi x chính là hỏi cơ số. Hỏi cơ số thì mình đồng nhất về lũy thừa. Nếu có cái bài thì tôi chế đơn là một bài, ví dụ như chẳng hạn là phần B là 3 mũ x đi bằng 81 chẳng hạn, thì bài này hỏi số mũ thì mình sẽ đồng nhất về cơ gì? Cơ số. À, số 81 là cơ số là mấy ạ? À, đổi với 3, đổi với cơ số là 3 thì là 3 mũ mấy con nhỉ? À, 3 mũ 4, và chúng ta sẽ nhanh chóng tìm ra ngay x bằng mấy ạ? Bằng 4. Tương tự như vậy ở cái bài này người ta hỏi đi tìm x, đúng không? Người ta hỏi đi tìm x là cái cơ số thì mình đồng nhất về số mũ. Thì các con để ý cho thầy xem số 1/243 là số mấy mũ 5 nào? Thì các à, số 3 mũ 5 đúng không? Thì đây là 1/243 chính là 1/3 mũ mấy ạ? Mũ 5. Số 243 là 3 mũ 5 không? Ồ, thế là xong rồi. Bài này quá đơn giản luôn. Được chưa? Thế này, hai lũy thừa bằng nhau, số mũ bằng nhau thì suy ra cơ số phải làm sao anh nhỉ? Bằng nhau. Rồi. Được chưa? Mà chúng ta sẽ chuyển vế đi. Ta suy ra x bằng 1 phần 3 chuyển vế là được cộng với 1 phần mấy ạ? 1 phần 2. Rồi con quy đồng lên cho thầy. X sẽ bằng 2 cộng 3 phần mấy ạ? Phần 6 và bằng 5 phần 6. Và ta kết luận là vậy x bằng bao nhiêu con? Bằng 5 phần 6. Rồi. Đây là vậy x bằng 4. Các con đã hiểu bài toán này chưa? Còn ai chưa hiểu không? Dễ không ạ? À. Chúng ta đến với bài số 2 là thầy giáo trích cho cái bài số cái câu 5 trang 2 tài liệu ấy con. À, là cái câu số 5 ấy. Trang 2 là tài liệu mà thầy gửi cho các con ấy. Đó là tìm xy thuộc z, tức là xy là số nguyên. Biết 25 trừ y bình phương bằng 8 lần x trừ đi 2009 bình phương. Bài này à, bài lúc trước thầy dạy là có tìm mỗi x, cái bài này nó còn có cả x và cả gì nữa. Đây là bài đặc biệt, mà bài đặc biệt thì chúng ta phải dùng cái phương pháp đặc biệt thì mình giải nó. À, chúng ta sẽ cùng đến với cái lợi nội dung của lần giảng để hướng dẫn cho các con nhé. Đây là ta có này, 25 trừ y bình phương bằng 8 lần x trừ 2009 bình phương, đúng không ạ? Thì các con nhận thấy là con thưa thầy thì bây giờ con loay hoay quá, như thầy nói đấy, có cả x cả y về con thử biết bao giờ số nào cho vừa hết đấy. Mà nhiệm vụ mình phải tìm tất cả những giá trị x, y thuộc z để các bạn bài tập này. À, thầy mới thấy như thế này.
Thế người thấy, ô, hình như nó dễ. Con ạ, 25 trừ y bình bằng tích cái này. Tích bên này luôn lớn bằng không đó. Một số bình phương luôn lớn bằng không chưa? Nhân với 8 lớn bằng không. Như vậy 25 trừ y bình phải lớn hơn bằng không thì nó bằng nhau không? Con ạ, con nhìn chỗ này nha, con nhìn chỗ này. Bên này đến bên phải lớn bằng không, dấu bằng ở giữa nha con. Đó, bên phải lớn bằng không không? Số bình phương lớn bằng không nhân với 8 lớn bằng không. Thế thì hai vế của nó bằng nhau thì bên này cũng phải làm sao lớn hơn hoặc bằng mấy, bằng không. Nếu bên này mà lớn bằng không thì số 25 trừ y bình là lớn bằng không, tức là y bình phải nhỏ hơn 25. À thì nó không có những giá trị gì à, y thì có là cộng trừ một ở bình phương này bằng một này, cộng trừ hai này là bốn này, cộng trừ ba là bằng 9 này, cộng trừ bốn thì bằng 16, cộng trừ năm thì bằng 25. Được, ổn rồi. Nếu không như vậy là tổng có từ 1 cho đến 5 cộng trừ là có 10 trường hợp, cộng với cả không nhưng lại y bằng không nữa là 11. Nhưng hơi dài, nhưng hơi dài, thầy có cách làm khác để còn ngắn hơn, bớt đi trường hợp. 11 trường hợp hơi dài, như vậy đã tìm được ra lời giải 11 trường hợp là ra, mình thử lần lượt. Bởi vì bên này phải lớn bằng không. Thì thầy mình lại có cách này, thầy thấy là ôi có 8 lần bình phương này sẽ rút ngắn đi cho số 25. Đấy các con nhìn nhá. Thế thì dựa vào suy luận đó chúng ta đã quan sát được cho thầy và thấy là có lời giải ngắn, khá ngắn hơn. Đó là thầy chuyển vế, thầy chuyển vế trừ y bình, thầy chuyển vế trừ y bình nha các tình yêu. Thầy chuyển vế này chúng ta sẽ được là 25 bằng 8 nhân x trừ 2009 bình phương. Các con phải nghe là thật chăm chú ạ. Âm y bình chuyển vế là thầy dương y bình rồi. Ô, tổng hai số lớn là bằng không bằng 25. Số này chặn thì lâu nhưng số này chặn chắc chắn sẽ nhanh. Các con biết vì sao không? Đó là 8 lần. Chúng ta sẽ thử nhá. Cái tổng này đều hai số lớn bằng không mà cộng với 25 là cái hiệu này là bằng không là một này. Cái này bằng một là hai này. Hiệu này bằng hai nữa, hai bình phương là 4, 4 nhân 8 là bằng bao nhiêu? 32, kiểu lớn hơn số này cái loại rồi. Các con nhìn thấy chưa? Đó, đó, và chúng ta sẽ lý luận như sau này. Vì nghe đã, vì 8 lần x trừ 2009 bình phương luôn lớn hơn là bằng không. Và y bình phương luôn cũng luôn lớn hơn là bằng mấy ạ? Bằng không. Thế thì từ đó chúng ta sẽ suy ra, nên ta suy ra các trường hợp, nên ta suy ra 8 lần x trừ 2009 bình phương phải nhỏ hơn hoặc bằng 25 không con? Coi như thằng này là nhỏ nhất là không đi, không cộng cái gì thằng này lớn nhất là 25 mẫu. Nếu không nó cộng vượt quá 25 là bị sai toán rồi, vì tổng này cộng với nhau là bằng 25 mẫu. Đấy, rồi tiếp nha. Nó nhỏ hơn bằng 25, 8 lần anh này nhỏ hơn bằng 25. Thế thì suy ra là một lần nó là x trừ 2009 bình phương phải nhỏ hơn hoặc bằng 25. 25 chia mấy á? 25 chia 8. 8 lần nó mà nhỏ hơn bằng 25 thì nó sẽ nhỏ hơn bằng 25 phần 8, chỉ được 3, bao nhiêu nhỉ? 3 8 24 1 thì được à? Chia nó hơi dài dài một chút, ta nhập được không? 125, 3,125. Đấy. Thế thì cái số này bình phương nhỏ bằng 325, thế thì cái trường hợp nó bằng một và không là một này, bằng một nữa thôi, nó có được hai không? Hai bình phương này bằng 4 lớn hơn cái này thôi, con hiểu chưa? Đấy nhá, tôi xin nhắc lại chỗ này là hơi khó hiểu một tí này. 8 lần nó nhỏ hơn bằng 25 thì nó phải nhỏ hơn được bằng 25 chia cho mấy ạ? À? Đúng không? Và số 25 chia 8 chính bằng 3,125, mà nó bình phương phải nhỏ hơn bằng 3,125 thì nó chỉ là số 0. Hiệu này chỉ là số 0 thôi, hiệu này chỉ là số 1. Hiệu này có tới số 2 được không? Không ạ, à, bởi vì hai bình phương là 4 cái lớn hơn rồi. À, cho nên tới đây chúng ta mới có trường hợp 1. Trường hợp 1 là x trừ 2009 bằng 0. Thì ta suy ra x bằng 2009 đã. Dạ, chúng ta còn cần phải tìm nữa gì đây? Tìm y nữa, tìm y nữa. Các con lưu ý cho thầy, thế cái con thay lên trên này nhá. Con cái hiệu này bằng không không? Thì con suy ra tiếp cho thầy là 25 bằng 8 nhân 0 bình phương cộng với y bình phương không không? Đấy, con thay được cái hiệu này bằng không lên đây. 25 bằng 8 nhân 0
bình phương cộng với y bình phương, 8 nhân 0 là 0. Y bình phương bằng 25. Mà y thuộc, tức là y bình phương này phải bằng 25 này. Trong khi đó mà y phải thuộc gì ạ? Thuộc z. Thì làm gì có số nguyên nào bình phương bằng 25? Có không? 4 x 4 là 16 à. 5 x 5 thì bằng bao nhiêu? 25, có không nhỉ? Có. Thế thì chứng tỏ suy ra là y bằng cộng trừ mấy ạ? Cộng trừ 5, 5 bình phương bằng 25. Đúng không? Âm 5 bình phương cũng bằng bao nhiêu? 25, vì số ngũ chẵn thì dạy các con là ra dương chưa? Ôi, bài này khó, tốt. Mắn rồi. Trường hợp 1 rồi này. Đây đến trường hợp mấy nào? Trường hợp 2 là x trừ 2009 chỉ được phép bằng mấy nữa thôi? Bằng 1. Thì ta suy ra x sẽ bằng bao nhiêu? X trừ 2009 bằng 1 thì x là số bao nhiêu? À, 2010. Đây, mình chuyển vế sang 2009 cộng 1 là 2010. Thế thì chúng ta sẽ thay lên đây, chúng ta sẽ có là 25 này. À, 25 này bằng 8 nhân cái hiệu này là 1 này. 8 nhân 1 bình phương này cộng với y bình phương này, ta suy ra y bình phương sẽ bằng 25 trừ 8, đúng không nào? 25 trừ 8 bằng 10 mấy ạ? 17. Mà y lại thuộc z. Có số nào bình phương bằng 17 không? 4 bình phương bằng 16, còn 5 bình phương bằng 25 rồi. Từ đây mình suy ra không có giá trị nào y thuộc tập hợp gì ạ? Rỗng. Vậy mình có mấy bộ ạ? Có 2 bộ. Tức là x bằng 2009 này, y bằng cộng trừ 5 không? Có 2 bộ. Vậy chúng ta tìm được ra cặp thứ nhất này. Vậy x bằng 2009 này ghép với một giá trị là âm 5 này, y bằng âm 5 này, hoặc bộ thứ hai này là x cũng vẫn bằng 2009 này và y thì bằng mấy ạ? À, bây giờ chúng ta có thể thử lại nhé. Thầy Tháo thay x bằng 2009 này thì hiệu này đúng bằng không chưa? Không bình phương là không, 8 nhân 0 là không. Thì y bằng âm 5, âm 5 bình phương là 25, 25 trừ 25 đúng bằng không, đúng bằng nhau chưa? Ồ, đấy, và là đã được giải. Đấy, các con lưu ý cho thầy cái nội dung của nó. Bây giờ các con chữa bài vào đi. Và chúng ta sẽ đến với bài số mấy ạ? Bài 3. Cũng tìm x y thuộc z tiếp 16 trừ đi 4 lần x cộng với 2025 bình phương bằng y bình phương. Với các bài này các con quan sát là người ta cho biết tận hai cái ẩn, tức là x y bình thường chỉ có một thì nó dễ. Thế là bài này là bài đặc biệt thì mình cần phải giải theo kiểu đặc biệt. Thế trong khi đó mà mình thử các giá trị đây thì miên man không biết bao giờ, đúng không? Thế thì cái thể loại này thầy giáo đã nói các con là sử dụng phương pháp chặn. Thì cái suy luận chặn thứ nhất này, nghe này, chặn thứ nhất là các con nhìn thấy là cái dấu bằng là ở giữa, à thì bên này gọi là phía bên phải y bình phương là lớn bằng không không? Thì chứng tỏ là bên trái cũng phải lớn hơn bằng không vì hai bên bằng nhau. À, thế số 16 trừ đi cái tích này phải lớn hơn bằng không, đúng không? Thì cái tích này phải đảm bảo là nhỏ hơn là bằng 16 chưa? Có được không? Rồi, thế là cái tích này mà nhỏ hơn bằng 16 thì mình sẽ thử thôi. Cái tổng này bằng 1 không này, tổng này bằng 1 này, tổng này bằng 2 này là hết rồi. Còn được tới 3 là không? Tổng này bằng 3 thì nó bình phương này là 9. 9 x 4 bằng 36 thì 16 trừ đi 36 là âm rồi. Loại là không tiến được nữa. À, thế mình làm ra là mình chặn, đúng không? Để mình lại chặn tương tự. Cách thứ nhất là mình chặn này, cách thứ hai là mình vừa mới trình bày cái bài kia thì đều giáo dạy mình có thể bắt chết mình chuyển sang mình lý luận cũng thế, đúng không? Nào, bắt đầu chúng ta sẽ có để ta có này. Đó, các con nghe giảng thêm lần nữa nha. 4 x cộng với 2025 này, 25 này. Đó, bình phương bằng y bình phương. Từ đó các con suy ra là 16 trừ đi cái này bằng y bình phương thì 16 bằng y bình phương cộng với 4 lần x cộng với 2025 bình phương. Đây coi như mình bắt chết bài vừa rồi. Có được không? Để cách suy luận thứ hai. Thì chúng ta sẽ giải thích là bây giờ tổng của nó bằng 16 rồi. Thì chứng tỏ vì y bình phương thì luôn lớn hơn là bằng mấy? Bằng 0. Đúng không ạ? Cho nên cái tổng này phải bé bằng 16 chứ. Thì đây là một số dương, nếu như nó số âm cơ thì số âm cộng với số dương thì chẳng có thể giảm xuống. Nhưng khổ quá, anh y bình phương lớn bằng 0. Cho nên chúng ta mới suy ra 4 lần
x cộng với 2025 bình phương phải nhỏ hơn hoặc bằng mười mấy con? 16 ạ. 4 lần nó nhỏ hơn hoặc bằng 16, số này thì nó cho rất đẹp luôn. Thế thì chứng tỏ nó là tổng này x cộng với 2025 bình phương phải nhỏ hơn hoặc bằng 16 chia 4 là bằng mấy? Ui địch quá. Như vậy có không này, cộng trừ 1 này, cộng trừ mấy? Cộng trừ 2 vì mình học số nguyên rồi. Phải không ạ? À, chúng ta sẽ có trường hợp 1. X cộng với gì ạ? 2025 bằng 0. Đúng không con? Thế thì con suy ra con thay lên đâu? Con thay lên đây đi. Con sẽ có x bằng x cộng 2025 bằng 0 thì x bằng âm 2025 chưa? Con tìm được x đầu tiên rồi nha. Rồi con suy ra y nữa, y con thay lên đây. Con thay vào đây cũng được, thay vào đâu cũng được. Hiểu chưa? Con thay lên đây được. Thì con sẽ có là 16 này trừ đi 4 nhân với 0 bình phương này bằng y bình phương. Như vậy y bình phương bằng 16 chưa? Y bình phương mà bằng 16 thì suy ra y có mấy giá trị con? 4 bình phương bằng 16, con số âm nữa. Đúng không? À, âm 4 cộng trừ 4. Rồi, một bộ. Trường hợp 2. X cộng với 2025 bằng mấy ạ? Bằng âm 1 chứ. Nó có cả cộng trừ 1 mà con. Rồi. Cái cái này bình phương và nhỏ bằng 4 thì nó có cộng trừ 1, cộng trừ 2 nữa. Như vậy nó có 5 trường hợp đấy các con ạ. Đúng không? Rồi tiếp nha. Thì chúng ta suy ra x sẽ bằng dương này, chuyển vế sang là âm này. Âm 2025 cộng âm 1 là âm 2020 mấy ạ? 26. Suy ra đây âm 1 cộng âm 2025 mà cộng cùng dấu. Thì mình sẽ có là 16 trừ đi 4 lần. 4 lần thay vào đây là âm 1 nha, âm 1 bình phương này bằng y bình phương. Chúng ta tính nhẩm các bạn giúp vào đây nha, bây giờ toán nâng cao vậy. Âm 1 bình phương là 1 nhá, 1 x 4 là 4 nhá. 16 trừ 4 thì bằng 10 mấy ạ? 12, y bình phương bằng 12. Ồ, thì có cái số nào mà bình phương bằng 12 không? À, mà y phải thuộc set. Suy ra y sẽ thuộc tập hợp gì ạ? Rỗng trong bài toán này. Đúng không? Tiếp trường hợp mấy nữa ạ? Trường hợp 2 nữa. Trường hợp 3 thế. X cộng với 2025 bằng 1 thì ta suy ra x sẽ bằng số 2025 chuyển đến là âm 2025 cộng 1 thì còn âm 2020 mấy ạ? 24. Và suy ra 16 bằng trừ này 4 nhân cái này là 1 đúng không? 4 nhân 1 bình phương bằng y bình phương. Rồi ta suy ra y bình phương sẽ bằng cái này là 4 chứ, 16 trừ 4 cũng bằng 12. Cũng tương tự mà y thuộc z, làm gì có số nào bình phương bằng 12. Suy ra y thuộc tập hợp gì? Rỗng. Tiếp tục đến trường hợp số mấy nữa? Trường hợp 4. Đến 2 x cộng với 2025 bằng 2. Nào thì ta suy ra x bằng bao nhiêu các con? Chuyển vế này, dương này chuyển vế là âm này. Âm 2025 cộng với 2 là âm 2020 mấy ạ? 23. Âm cộng dương mà con. Đấy, mà ta suy ra mình lại thay cái chỗ cái tổng này bằng 2 nha, thay đây nhá. 16 trừ đi 4 nhân 2 bình phương bằng y bình phương. Nào, 2 bình phương là 4, 4 nhân 4 16, lũy thừa từ trước nhân trước xong rồi đến cộng trừ sau. 2 bình phương là 4, 4 nhân 4 16, 16 trừ 16 bằng 0, tức là y bình phương bằng 0. Ồ, thế thì y bằng mấy ạ? Bằng 0, đẹp rồi các con. Như vậy mình có được bộ nhất này. À, thì ra được y bằng cộng trừ 4 này. Bộ thứ hai là x bằng gì đây? Âm 2023 và y bằng mấy ạ? Bằng 0. Chắc được trường hợp thứ 5 nữa. Trường hợp 5. X cộng 2025 bằng âm 2 thì ta suy ra x bằng bao nhiêu? Số này chuyển vế là âm 2025 cộng với âm 2 thì bằng bao nhiêu? Âm 2020 mấy ạ? 27. Ta suy ra 16 trừ đi đây, 16 này trừ đi 4 nhân cái tổng này là âm 2. 4 nhân âm 2 bình phương bằng y bình phương, mình phải tính lũy thừa trước. Âm 2 bình phương là 4. 4 nhân 4 là bằng bao nhiêu con? 16, 16 trừ 16 bằng 0, tức là y bình phương bằng 0. Thì suy ra y bằng 0. Wow, như vậy tổng là mình có mấy bộ các con biết không? 5, 2, 3, 3, 3, 3, 3.
Cái bộ này nó đã sinh ra hai rồi, hai bộ với một bộ đây là ba, một bộ đây là mấy, bốn, đúng không? Vậy mình có thể ghi ra cái đoạn này cho nó gọn này, vậy này, x này chấm phẩy y này bằng này, con biến cái thầy này nhìn ra này, x chấm phẩy y tức là viết theo thứ tự này bằng này, và Linh nhìn thế này, âm 2025 này thì liên quan đến số 4 này, âm 4 này chấm phẩy này, âm 2025 này liên quan đến 4 này, bộ tiếp theo là âm 2023 này và số 0 này, và một nữa là gì đây, âm 2027 với số 0 nữa nhá. Các con chưa bài vào đi ạ. Mình tìm được 4 bộ. Bài 4, chúng ta đến với bài 4 nha, là cái bài số 4 luôn ạ. Câu 4 ở trong câu 4 trang 12, 11 tài liệu đấy ạ. Đó là gì? Tìm giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A bằng x trừ 2 phần 5 bình phương cộng với y cộng với 20 bình phương cộng với 2010. Nhìn bài này thì biết ngay là bé nhất là 2010. Thế thầy thấy thế nào để giải ạ? Không, level thầy cần gì cái bài này làm trong một nốt nhạc. Action. Nhìn vào đây, dựa vào bài vừa rồi, dựa vào bài vừa rồi thì thầy thấy các con như thế này. Thầy đã dạy các con là số bình phương thì luôn lớn hơn hoặc bằng mấy con? Bằng không. Số bình phương cũng lớn hơn hoặc bằng mấy? Thầy đọc lại nhé. Thế thì bình phương lớn hơn hoặc bằng không, hay còn là nó luôn lớn hơn hoặc bé nhất là không? Lớn hơn hoặc bằng không, bé nhất là bằng mấy? Bằng không. Ô như vậy cái tổng này bé nhất là bằng không cộng không là không. Thì cái tổng này bé nhất là bằng không cộng 2010 là 2010. Chính là đi tìm và chính. Đúng chưa? À, nói mồm là như vậy thì ngôn ngữ viết, ngôn ngữ nói đây là nhìn vào đây. Nhưng mà chúng ta sẽ giải thích giống như bài vừa rồi thôi, vì x trừ 2 phần 5 bình phương con này luôn lớn hơn bằng không không? Các bạn nào, và y cộng với 20 bình phương cũng luôn lớn hơn bằng mấy? Bằng không. Cho nên các con suy ra a bằng x trừ 2 phần 5 bình phương cộng với y cộng với 20 bình phương cộng thêm với 2010 sẽ bé hơn, lớn hơn là bằng 2000 mấy ạ. Vừa bởi vì nó không cộng không mà lại. Có bạn nào? Mình cộng dồn luôn được chưa? Có bạn nào? Thế xong rồi. Thế như vậy là a nhỏ nhất là bằng bao nhiêu? À nên a nhỏ nhất. A nhỏ nhất đúng không? Nghe thì khi mình học toán nâng cao ấy thì cái từ nhỏ nhất sẽ được thay thế bằng một cái từ này rất quan trọng này, để thầy dạy cho các con này. A nhỏ nhất hay giá trị nhỏ nhất của a rồi thì người ta có từ này nhá, thầy đã dạy các con một chút nha để các con hiểu này. Trong toán học người ta quy ước min và max, nghe đi để con hiểu ạ, không là hóc một đâu, ai mà đòi xuống kia uống sữa. Min là gì? Min là đại diện cho giá trị nhỏ nhất. Các con ạ, con thưa thầy, thế thì nhỏ nhất là không à? Không. Thì âm 1 nhỏ hơn sao? Thì âm 2 nhỏ hơn sao? Con thưa thầy, thì nhỏ nhất là âm 1 triệu à? Thì âm 1 triệu linh 1 thì sao? Lại nhỏ hơn. À, như vậy cái nhỏ hơn ở đây là xét trong một khoảng đó. Ví dụ như tôi sẽ nói đến từ số 1 đến số 10. Thì số nhỏ nhất là số mấy? À, người ta gọi là min. Đấy. Số nhỏ nhất thì xét trong một khoảng ở đấy thôi. Số lớn nhất ở đây là mấy? Thì người ta gọi là max. À rồi. Ví dụ ở trong một cái nhóm của chúng ta có bạn Đức có chiều cao thấp nhất, đúng không? Thì bạn đó gọi là có chiều cao là min. Mà bạn Hùng chẳng hạn có chiều cao lớn nhất
thì bạn ấy có chiều cao là mắt đấy, xét trong khoảng đó. Nhưng xét trong cái làng mình thì bạn ấy chưa chắc được, bạn ấy chỉ xét trong một nhóm nhỏ thôi, đúng không? Thì ví dụ về chẳng hạn tôi sẽ đổi là cái này là âm 10 đi, cái này là 100 đi, chúng các con thấy là min của nó nhỏ nhất là âm 10, con thấy chưa? Đấy, người ta nói đến cái bài toán này, ví dụ là tìm giá trị nhỏ nhất, tức là trong cái bài toán này thì a nhỏ nhất là bao nhiêu, cho nên nên mình có là min là nhỏ nhất sẽ bằng bao nhiêu con? 2010. Con đã hiểu ý nghĩa của nó chưa? Khi nào nhỉ? À, dấu bằng xảy ra khi, tức là khi dấu bằng xảy ra, tức là cả hai cái này đều phải bằng mấy ạ? Đều phải bằng không, nó bé nhất cần gì? Hai này bé nhất thì cộng 210 dẫn đến bé nhất nào? Khi x trừ 2/5 bằng không và gì nữa con? Và y cộng 20 bằng 0 thì hai cái giá trị phải quá thế, x trừ 2/5 bằng 0, x bằng 2/5, y cộng 20 bằng 0, y bằng âm 20. Kết luận vậy min của a bằng 2010 khi x bằng chuyển vế 2/5 và chuyển vế y bằng âm 20. Các thí nghiệm hiểu chưa? Đấy, các thí nghiệm chữa bài cho thầy. Hôm nay là giải ơn thầy, đi che thầy nha. Ngày xưa thầy còn giận gì? Lần này nha. Ví dụ là thầy biết là các con được thầy cô con dạy cái bài giống vừa rồi gì? Cái bài thầy cho bài 5 cộng tự ý nào? Thì x, y, z để điểm thức sau nhỏ nhất và hãy chỉ ra giá trị nhỏ nhất đó. Thực ra thầy giáo nêu cái nội dung của nó vẫn là cái bài lúc trước, có phải không? Là lúc trước là tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau, thì bây giờ là hãy chỉ ra giá trị nhỏ nhất đó, còn bây giờ chắc chắn cũng tìm ra x y cho nó nhỏ nhất là bao nhiêu. Thì bây giờ lúc trước là a đúng không, b cho nó, thầy sẽ cho là x trừ đi 2022 mũ 2024, bà lại cộng thêm với y cộng với 2024 đi mũ 2026 đi, bà mới lại cộng thêm với cả 2 lần y trừ 1 cũng 2008 đi, 2028 đi, và cộng với 2030 đi chẳng hạn. Nghe có vẻ gì đó ui khó thế. Các con hãy bình tĩnh, hãy bình tĩnh và dự đoán ngay nó có giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu. Vâng ạ, thầy cảm ơn con ạ. Thầy cho này nhá, lần z trừ 10 nha con. Bà xin lỗi, bà mạnh nói quá nên bà quên mất. 2 lần z trừ 10 nhá, thêm cho thầy số 0 vào đây nhá. Ờ, đấy. Thì các con bình tĩnh con đoán cho thầy xem là nó có giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu. Đúng rồi, lý luận đi. Đấy. Đây, bây giờ level kinh điển trong phép đấy nhỉ. Nhưng vừa thể truyền ra những nội dung khác, lập tức đời khác hẳn luôn. Đấy, bây giờ thấy hay là gì đấy, có bạn đã nhìn thấy ra đấy, hay như con bóng người đấy. Vâng. Nào, bên đầu tiên chúng ta sẽ làm cái bài này. Các bạn cùng quan sát này, nên cho làm bài này chúng ta ghi lại thành đồ bài này. Ta có này, B bằng x trừ 2022 2024 nè, cộng với y cộng 2024 2026 này, cộng với 2 lần z trừ 10 này mũ 2028 này, cộng với 2030 này. Thì các con nhận thấy là tất cả lý thừa này đều là lý thừa gì con nhỉ? Đều là lý thừa chẵn. Mà lý thừa chẵn có tính chất giống như bình phương là mũ 2 đấy, đều luôn lớn hơn hoặc bằng mấy con? Không. Vì đoạn và vì
x-2022 bình phương mũ 2024 luôn lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x, đúng không? X tài nào hay đây thì luôn lớn hơn hoặc bé nhất là 0 thôi. Tương tự như vậy, tiếp tục vì y trừ đi 2024 mũ 2024 cũng luôn lớn hơn bằng 0 với mọi gì ạ? Với mọi y. Còn nữa, 3 2 lần z trừ 10 mũ 2028 nghe có vẻ kinh khủng lắm nhé. Gì đâu? Lớn hơn là bằng mấy? Bằng 0 với mọi gì ạ? Với mọi z. Từ đó chúng ta suy ra b của chúng ta sẽ lớn hơn là bằng 0 cộng 0 cộng 0 cộng 2030, tức là b sẽ lớn hơn là bằng 2030, đúng không các tình yêu? Vậy b nhỏ nhất là bao nhiêu? Bé là 2010, đúng không? Số bằng xảy ra đó này, xảy ra khi đồng thời cả ba giá trị này đều phải bằng không, tức là x trừ 2022 bằng 0 chấm phẩy y trừ 2024 bằng 0 và 2 lần z trừ 10 cũng phải bằng 0. Rồi về kết luận vậy, nghi của b bằng 2030 khi nào x trừ 2022 bằng 0, x bằng 2022, y sẽ bằng 2024. Còn z, anh em nhìn này, anh em chuyển lớp 10 sang cái thành dương 10, 2 lần z bằng 10, z bằng 10 chia 2, z bằng mấy con? Xong chưa? Lần sau gặp cái bài lý thừa to hơn sợ không? Không, đúng không? Sợ gì? Y cộng à, rồi thầy cảm ơn nhá, đây là cộng, wow, thì đây là cộng rồi, thì đây là gì? Cộng thì đây là gì? Trừ. Nhất trí, đúng rồi, nó phải cụ cải cũng phải nghe. Rồi thầy được ít dòng chút để làm sao thứ bài này là bài thứ 6, thì đã sẽ lấy cái bài số 1, các cái câu 1 ở trang 11 trong tài liệu đấy. Đó là gì? Chứng minh rằng m bằng 3 mũ n cộng 2 trừ 2 mũ n cộng 2 cộng 3 mũ n trừ 2 mũ n có tận cùng là 0, có chữ số tận cùng là 0 đi, chữ số tận cùng là 0, là 0 với n là một số tự nhiên, n thuộc tập hợp số tự nhiên n sao, tức là nó khác 0, tức là đến từ 1 nó lớn bằng 1 thế này, là ký hiệu này là đủ rồi. Hay là tài liệu đúng không? N thuộc tập hợp N sao, tức là nó lớn hơn khoảng 1 triệu. N sao không trừ số 0, nó là số tự nhiên. Thì anh em sẽ suy nghĩ ít phút để giải quyết cái bài toán này như thế nào. Hãy thử suy nghĩ xem. Action, chúng ta nhận thấy là tôi đã trích cái bài này, cái câu số 111 tài liệu để gửi cho các con. Chúng ta luyện chuyên về mỹ thuật thôi. Vì ở đây là người ta là chứng minh rằng cái biểu thức m có chữ số tận cùng là số 0 với số hữu của chúng ta là số mẫu tự nhiên lớn hơn bằng 1, tức là chuẩn n sao. Thế thì ở đây chúng ta sẽ phân tích cái này là như thế nào. Thầy không thể khó, các con không thể khó, thì nó lạ nhưng khi mình làm mình ba rồi mình thấy nó sẽ bình thường ngay. Các con nghe thì ở đây các con biết rằng là thầy giáo dạy các con cái dạng toán có lũy thừa, khi hết thì thường mình phải đưa về thành tích không? Thế cho nên bây giờ mình đưa về thành tích thì thầy mới quan sát này, thầy mới thấy đây là 3 mũ n và 3 mũ n giống nhau này, thì cái này mới tục ghi hẳn ra là mình có giá trị là 3 mũ n nhân 3 mũ 2, 3 mũ n nhân 3 mũ 2, 3 mũ 2 là 9, đúng không?
Cho nên thầy sẽ ghi lại theo thứ tự là 9 lần 3 mũ n. Được chưa các con? Hay là 3 mũ 2 cộng n là n cộng 2. Rồi tiếp, trừ đi. Đây, 2 mũ n nhân 2 mũ 2, 2 mũ 2 là 4. Có phải không con? 4 thầy ghi được trước. Phép nhân có tính nhất gì ạ? Giao hòa. Đúng không? Cộng với 3 mũ n trừ đi 2 mũ n. Tốt rồi. Thế thì ở đây là muốn đưa thành tích lần đây nhìn thấy thừa số chung giống nhau chưa? Thì nhóm ạ, à, thì nhóm nha. Các con lưu ý cái này là đây là dương 9 nhân 3 mũ n, đây là cộng với dương 3 mũ n thì đáo giao hòa vẫn phải như thế. Rồi, đây là hai số này là âm đúng không? Hai này anh tích này âm, số này âm thì thầy đáo đặt dấu âm ra ngoài chúng phải làm sao? Đổi dấu quy tắc đúng không? Âm đổi dấu thành dương 4 lần 2 mũ n. Các con âm đổi dấu thành dương 2 mũ n. Đúng chưa? Chuẩn quy tắc chưa? Này nó giống như cái bài mình kiểu học này. Trừ B, trừ C, trừ B cộng D. Cộng C chính là mình giải thích ở lớp 6 đặt dấu âm ra ngoài, chúng đổi dấu như này. Hiểu chưa nào? Rồi, tiếp. Thế thì chỗ này thiếu một số mình hiểu, đây là thiếu số 1 chưa? Thì nếu mình có thừa số chung là M sẽ bằng 9 cộng 1 nhân 3 mũ n. Thiếu một số mình hiểu là nhân với 1 thôi. Số nào đã biết nhân với 1 bằng chính nó không? Tiếp. Trừ đi, đây là thiếu nhân với 1 thì mình trừ đi mở ngoặc. 4 cộng 1 nhân 2 mũ n. Thì 9 cộng 1 là mấy? Là 10. Tốt rồi. 10 lần 3 mũ n. Tích này đã có chữ số tương đương là 0 chưa? Đấy, trừ đi 5 nhân 2 mũ n. Đau bụng rồi. Ước gì cái này là số 0 phát xong luôn. Tận cùng là 0, trừ đi tận cùng là 0, vẫn là 0 mà. 3 mũ n sẽ lớn hơn 2 mũ n không? Các con ạ. Thấy rồi. Đây này, thế ta cho đây làm gì? Tức là này, tôi sẽ lấy một số 2 ra đây. Để tôi ghép vào số 5 này, số 10. Các bạn ạ, con thưa thầy có tách được không? Nhưng trong trường hợp này, người ta nói là n thuộc n sao? Tức là n nó lớn hơn hoặc bằng mấy? Bằng 1. Thì trong trường hợp là nếu n bằng 1 nhá, thì đây là đúng là 5 x 2 bằng 10 chưa? Nếu n bằng 2 thì nó sẽ tách ra ra. Đấy, vẫn đảm bảo tính tổng quát là 10 nhân 3 mũ n trừ đi 5 x 2 nhân 2 mũ n trừ 1. Đúng chưa? Phải không nào? Thì lấy số mũ ra đây. N của tôi lớn bằng 1 thì rõ ràng là cái mũ này là 0, thì 2 mũ 0 vẫn tính được chưa? Đảm bảo rồi, chúng ta sẽ có tiếp m bằng 10 nhân 3 mũ n trừ đi 10 nhân 2 mũ n trừ mấy? Lại có 10 giống nhau chưa? Đúng rồi, bài này là sáng tạo như vậy. 10 lần 3 mũ n trừ đi 2 mũ n trừ 1. Hiệu này dương chưa? 3 mũ 3 thì lớn hơn 2 rồi, 3 mũ n và 2 mũ n trừ 1, n còn lớn hơn n trừ 1. Số mũ còn lớn hơn, cơ số cũng lớn hơn, như vậy 3 mũ n đã lớn hơn chưa? Số lớn hơn trừ số bé hơn, hiệu này dương. Mở ngoặc. Vì 3 mũ n trừ 2 mũ n trừ 1 lớn hơn không? Do đó m có chữ số tận cùng là mấy? Là 0. Bởi vì coi như mình trừ nó ra được một số nào đó, nhân với 10 thì đúng tận cùng là 0 chưa? Phải không con? 5 x 10 50, 31 x 10 bằng 310. Vậy m có chữ số tận cùng là mấy ạ? Là 0. Mở ngoặc. Đâu phải cắt moi. Chúc bài đi. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang phần vào top Việt Nam. Chị thầy giám sẽ giao cho các con này, bài 1 này. Ở trang số 11, 15 tài liệu này. Bài 3B này. Bài 3B. Cũng trang 15 tài liệu này. Chúng ta ghi như này thì ngắn gọn hơn.
Nó sẽ tìm tiếp những cái bài lý thừa để giao cho con về cho con chuẩn bị. Câu 1 chấm A, trang 22 tài liệu. Bài 1. Thầy mới ghi bài 1 này tức là làm sẽ cả A và B. Con hiểu ý chưa? Còn thầy ghi là bài 3.B tức là chỉ có làm phần gì thôi? Phần B thôi, bài 1. Ở trang số 32 tài liệu. Bài 2. Chấm A chấm C chính là phần chúng ta học rồi, đấy các con về ôn lại nhé. Trang 32 tài liệu. Bài 2 AC các con làm rồi đấy. Đấy nó bị trùng mà. Nên các con cứ chăm học mà chúng ta sẽ cày nhanh thôi. Nốt thì cuối cùng đó là chúng ta sẽ làm Bài 1B. Trang 37. Bài 2 là tất cũng trang 37. Các con lưu ý là làm và gửi nội dung bài tập cho thầy, chụp ảnh gửi cho thầy để minh chứng cho việc mình làm bài. Còn các bạn là đi trực tiếp thì đương nhiên là kiểm tra trực tiếp. Còn các bạn online phải học bài nhé. Bài học đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tình yêu. Ê thầy.